Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong những năm tháng đấu tranh bảo vệ hòn đảo tự do, Cuba đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sứ mệnh ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc châu Mỹ Latin. Trong đó có chiến công của đặc công Ó Đen. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân đội và nhân dân hòn đảo tự do đã sát cánh với Việt Nam, chiến đấu anh dũng và kiên cường. Thế nhưng, ít ai biết rằng nhiều bài học kinh nghiệm xương máu từ cuộc chiến tranh ác liệt của ta hiệu quả đến mức khiến lực lượng Ó Đen Cuba áp dụng và xây dựng đội quân phát triển như ngày hôm nay. Vậy lực lượng đặc nhiệm Ó Đen Cuba đã học hỏi đặc công Việt Nam ta như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Không có những thông tin chính thức về những bài học đặc nhiệm Cuba có được từ đặc công Việt Nam, nhưng kỹ chiến thuật và nghệ thuật tác chiến Ó Đen hoàn toàn tương tự. Lực lượng đặc nhiệm Cuba được tổ chức nhằm bảo vệ an ninh cho Fidel Castro cùng các lãnh đạo Cuba, biên chế chính thức thuộc Bộ Nội vụ. Tham gia lực lượng là các cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm chiến tranh du kích và khởi nghĩa vũ trang từ các nước Mỹ Latin, các chiến sĩ từng chiến đấu với Che Guevara, tham chiến ở Congo, chiến đấu với quân đội Batista ở Cuba. Khi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lan rộng ra châu Phi và Mỹ Latin, lực lượng đặc nhiệm Ó Đen theo chỉ lệnh của Fidel Castro thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các phong trào cách mạng quốc tế. Từ tháng 11 năm 1975, Ó Đen tham chiến ở Angola, sát cánh cùng với đặc nhiệm Liên Xô ở Ethiopia, Mozambique và các nước Trung Mỹ, trong đó có Nicaragua. Đến tận ngày này, các chiến sĩ đặc nhiệm Ó Đen hoạt động không chính thức ở nhiều nước khác như Ecuador năm 2010. Những hình thức tác chiến của lực lượng Ó Đen chú trọng hàng đầu là ở vùng nhiệt đới. Hiện nay, các chuyên gia khẳng định đây là lực lượng đặc nhiệm có khả năng chiến đấu rất cao và chương trình huấn luyện kỹ chiến thuật cá nhân xuất sắc nhất. Năm 1980, Cuba thành lập Trung tâm huấn luyện lực lượng đặc nhiệm, lấy tên là Trường huấn luyện đặc nhiệm Paraguay, Escuela Nacional de Tropas Especiales Paraguay. Tương tự như trường sĩ quan đặc công Việt Nam ở thành phố Los Palacios thuộc tỉnh Pina del Rio. Thao trường huấn luyện Paraguay có diện tích rất lớn, xây dựng tương tự như địa hình vùng nhiệt đới, bao gồm hồ nước, đầm lầy, các mô hình nhà cửa, đường phố, mạng lưới đường ngầm giao thông. Mỗi khóa, trường huấn luyện đặc nhiệm Paraguay đào tạo khoảng 2.500 quân nhân. Không chỉ có đặc nhiệm Ó Đen mà có cả lực lượng đổ bộ đường không và hải quân đánh bộ. Tham gia học tập ngoài học viên Cuba có các học viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Giáo viên huấn luyện cũng không chỉ có người Cuba mà có cả huấn luyện viên nước ngoài có nguồn gốc từ châu Á và châu Phi. Trên giảng đường và ngoài thao trường, học viên được giảng dạy về kỹ chiến thuật chiến đấu trong rừng nhiệt đới, đô thị và khu vực dân cư, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt rừng núi và chiến đấu dài ngày trong vùng đỉnh kiểm soát, ngụy trang, nghi binh đánh lừa địch, võ thuật, kỹ thuật bắn tỉa, nhảy dù và lặn ngầm, chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin chống tra tấn. Các nội dung giảng dạy tập trung nhiều vào tinh thần đồng đội và kỹ năng chiến đấu cá nhân, kỹ thuật chiến đấu lường sâu, khả năng sống còn trong các tình huống nguy hiểm, bao gồm cả bị bắt và nhục hình. Chương trình huấn luyện gian khổ nhất được gọi là đường mòn Che Guevara, tuyến đường mà Che Guevara và đội quân tình nguyện đã tập luyện trước khi đến Bolivia. Đường Che Guevara đi qua 7 ngọn đồi với độ dài 7,5 km, đồi có cao độ khoảng 250 đến 300 m với độ dốc đến 30 đến 45 độ. Đường đồi bằng phẳng rộng khoảng 15 đến 20 m, sau đó lại dốc xuống. Trên toàn bộ 7,5 km đường là các bẫy mìn, chông treo, dây vướng nổ hoặc bẫy sập, hàng rào vật cản và những trang thiết bị từ thô sơ đến hiện đại nhằm đối phó với đặc công. Trang phục chỉ có một quần đùi bó đi chân đất. Mỗi chiến sĩ phải đeo một cây sắt tròn nặng 8 kg. Dài như tiểu liên AK, treo trên cổ bằng dây buộc và cũng như đặc công Việt Nam mang theo bên sườn túi đựng, bộc phá có khối lượng tương đương. Lần đầu tiên vượt đường mòn Che Guevara, tất cả các học viên đều hy sinh. Giáo viên hướng dẫn kỹ thuật vượt trận địa mìn, hàng rào dây thép gai bùng nhùng, tiêu diệt lính canh, bịt mắt khí tài trinh sát, thâm nhập kho tàng, doanh trại, sân bay và các mục tiêu khác. Kỹ thuật vận động trên chiến trường tập trung vào đi khom và bò các tư thế trong nhiều giờ. Thuộc luyện chủ yếu vào ban đêm, từ 10 đến 12 giờ đồng hồ, học viên chia thành các tổ đội từ 3 đến 5 người thâm nhập các loại mục tiêu, từ doanh trại nhỏ đến căn cứ rộng lớn như sân bay, hải cảng. Im lặng tuyệt đối, họ phải vượt qua các vật cản gây tiếng động như lá khô, thảm lau sậy,
dâm dạ, mảnh kính, mảnh sành, các loại hàng dao dưới thép gai và mìn hiện đại nhất. Thời gian huấn luyện đường Che Guevara kéo dài 5 tháng. Học viên có rất ít thời gian ngủ và khẩu phần ăn vô cùng tệ hại, rất ít và đôi khi đã bốc mùi. Trong chiến thuật, các ó đen tập trung huấn luyện theo kiểu tổ và cá nhân ẩn nấp nhiều ngày trong hậu cứ địch, thực hành các bài tập trinh sát, đột nhập lấy tài liệu, thông tin hoặc bắt cóc và tiêu diệt đối phương. Các học viên được huấn luyện sử dụng các chất gây mê tức thời, các thủ pháp gây choáng ngất. Học viên bắt buộc phải sử dụng tốt tất cả các loại súng bộ binh trên thế giới, lái xe ô tô, xe tăng thành thạo. Vũ khí cho ó đen là AKMS, AKMSN, sản xuất ở Cuba, có giảm thanh và kính nhìn đêm. AMD-65 Hungary, súng bắn tỉa SVD, AS-4 và ARIA-VSS Vinterest, súng chống tăng RPG-7V, súng ngắn MTA, APP-PM, sản xuất tại Cuba và CZ-75 tiệp. Các bài bắn được thục luyện rất kỹ lưỡng, bắn ngày đêm, bắn theo âm thanh, bắn mục tiêu chuyển động, bắn theo chớp đạn đầu nòng, bắn nhanh, bắn găm, bắn gần. Một điều thú vị là các học viên được học bắn ứng dụng cối 82mm, tương tự như ở Việt Nam, không có đế cối. Nòng súng cối nặng 56kg được một học viên dựng trên mặt đất và hướng về mục tiêu, ngắm bắn bằng la bàn đặc trùng võ binh. Độ chính xác của phát bắn khoảng từ 3 đến 5 mét. Một học viên giữ súng và học viên khác thả liên tiếp 12 quả đạn cối. Khi lượt bắn kết thúc, các ó đen lập tức rút khỏi trận địa. Đòn tập kích này có hiệu quả cao đối với khu vực tập trung quân hoặc hỏa điểm. Kỹ thuật cận chiến tay không là karate, trận chiến, do sĩ quan Raulio, võ sư thuộc trường phái Gio Simon phát triển. Ông cũng là tác giả các kỹ thuật cận chiến cho lực lượng KGB và GRU của Bộ Quốc phòng Liên Xô, được sử dụng trong lực lượng Alpha và Gimpe của Nga ngày nay. Quý vị thân mến, có thể thấy cách ngụy trang của bộ đội đặc công Việt Nam hiệu quả đến mức quân đội Nga và Cuba còn phải sang tận nơi học hỏi chúng ta. Như vậy, trong giai đoạn chiến tranh, trong điều kiện còn thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng với sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, bộ đội đặc công của ta đã tự khắc phục được những khó khăn, lấy thực tế chiến trường để bồi đắp kinh nghiệm khiến Trung Quốc ngả mũ thán phục. Vậy Trung Quốc đã có những nhận xét gì về đặc công Việt Nam? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Việt Nam là một cường quốc quân sự của khu vực Đông Nam Á, cũng là nơi bộc phát của nhiều cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ 20. Vì vậy, quân đội Việt Nam đã được kinh qua trận mạc và dạn dày kinh nghiệm chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu chống lại các thế lực xâm lược đến từ bên ngoài, quân đội Việt Nam cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tác chiến thực địa, trong đó nổi trội nhất là binh chủng bộ đội đặc công. Lịch sử hình thành và phát triển của bộ đội đặc công Việt Nam bắt đầu từ kháng chiến chống Pháp. Khi ấy, nhằm chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, Việt Nam đã tổ chức nhiều tiểu đội cốt cán, nổi trội, chuyên chịu trách nhiệm xuất phát từ căn cứ trong rừng rậm, tiến hành ám sát sĩ quan quân đội Pháp và tập kích các căn cứ của quân đội Pháp. Năm 1964, các tiểu đội này bắt đầu tập hợp thành các tổ chiến đấu và nằm trong biên chế đoàn đặc công 305. Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ sau đó, đoàn đặc công 305 đã tổ chức nhiều trận đánh du kích, tập kích, gây nhiều tổn thất lớn cho Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Họ được mệnh danh là B-52, những chú tắc kè hoa của Bắc Việt. Năm 1966, Hải quân Bắc Việt cũng bắt đầu thành lập đoàn đặc công nước 126. Ngày 19 tháng 3 năm 1967, quân đội Việt Nam chính thức thành lập Bộ Tư lệnh Bộ đội Đặc công tại Hà Nội. Sau ngày giải phóng, quân đội Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị, ngoại giao đã không ngừng đào tạo, huấn luyện, tăng cường trang bị vũ khí, cơ sở vật chất cho Bộ đội Đặc công. Hiện nay, Bộ đội Đặc công Việt Nam là một binh chủng độc lập do Bộ Tổng tham mưu trực tiếp chỉ huy. Biên chế bao gồm đoàn 113, 429, 198, đặc công lục quân, đoàn 126, đặc công nước, đoàn 1, biệt động quân. Quân số từng đoàn từ 200 đến 1.100 người, tổng quân số khoảng 5.200 người. Ngoài ra, Hải quân Việt Nam còn có lữ đoàn đặc công Hải quân 861, lữ đoàn đặc công lính thủy đánh bộ 126, 147 trực thuộc Hải quân. Trong số 10 quân khu thì có 7 quân khu biên chế một đoàn đặc công trực thuộc quân khu. Vũ khí của đặc công Việt Nam là pháo cối nòng 82mm, pháo không giật 60mm, súng chống tăng, súng tiểu liên hạng nhẹ, súng ngắm và súng giảm thanh, các loại lựu đạn, mìn, dao và các thiết bị thông tin liên lạc hạng nhẹ. Việc huấn luyện của bộ đội đặc công Việt Nam gồm hai hạng mục, huấn luyện nhà trường và huấn luyện thực chiến.
việc huấn luyện tại trường do các sĩ quan đặc công trực tiếp đảm nhiệm. Hiện nay, Việt Nam có hai trường huấn luyện đặc công chính là trường sĩ quan đặc công lục quân và trường đặc công hải quân. Số học viên mỗi trường khoảng hơn 200 người, thời gian huấn luyện từ 3 đến 6 tháng. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện và về với đơn vị, các tân binh phải trải qua khóa huấn luyện thực chiến hơn 200 ngày. Nội dung huấn luyện gồm xạ kích, cài mìn, chiến đấu tay không, ngụy trang, đánh bộc phá cùng nhiều bài tập chiến đấu khác. Sau khi kết thúc các bài huấn luyện thực chiến cơ bản, căn cứ vào từng đơn vị và nhiệm vụ, các tân binh sẽ trải qua đợt huấn luyện thực chiến theo tổ, bao gồm xạ kích, vượt và phá chướng ngại vật, võ thuật, bơi lội, lái xe, nhảy dù, trinh sát, ám sát, bắt cóc, giáo dục chính trị. Nhiều năm tôi luyện trong chiến tranh đã giúp cho bộ đội đặc công Việt Nam có được trình độ tác chiến, kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm chiến trường rất cao. Một cựu binh Mỹ đã nhận xét về đặc công Việt Nam như sau. Khi hành quân trong rừng rậm, bạn không bao giờ phát hiện ra họ. Bạn chỉ biết đến sự có mặt của họ khi bạn phát hiện mình chỉ còn lại một mình. Những điểm mạnh của bộ đội đặc công Việt Nam gồm thiên về độc lập tác chiến. Mỗi một tổ đặc công đều có những nhiệm vụ tác chiến riêng biệt. Mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy được chấp hành triệt để. Trong khi tác chiến, rất ít khi có sự liên lạc giữa tổ đặc công và sở chỉ huy, giữa các tổ đặc công với nhau. Khi xảy ra tình huống bất ngờ, quyền quyết định thuộc về tổ trưởng tổ đặc công đó. Điều này tạo nên sự linh hoạt và cơ động rất cao cho đặc công Việt Nam. Ưu điểm về ngụy trang. Để đạt được tính đột biến và sự bất ngờ trong tác chiến, ngoài việc thành thạo lợi dụng màn đêm và điều kiện thời tiết, đặc công Việt Nam còn nổi bật trong khả năng ngụy trang thành dân thường, sử dụng ngôn ngữ đối phương để hoạt động tình báo. Trong chiến đấu, đặc công Việt Nam có sở trường ngụy trang phù hợp với từng hoàn cảnh chiến đấu như rừng rậm, ao hồ, đầm lầy, hoang mạc. Khả năng sinh tồn cao. Đặc công Việt Nam luôn được huấn luyện để sống sót trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thông thường, lương khô mang theo của từng người lính chỉ đủ dùng trong 3 đến 4 ngày. Số còn lại là do chính người lính tìm kiếm bằng săn bắt và hái lượm. Bộ đội đặc công nước Việt Nam. Quy định đầu tiên về tiêu chuẩn đặc công nước Việt Nam là mỗi người lính bắt buộc phải bơi được liên tục quãng đường 20 km, đứng nước liên tục được trong 4 tiếng đồng hồ, lặn không ống thở với độ sâu trên 30 m, có thể liên tục mang thủy lôi hẹn giờ đặt tại vị trí đã định trong 24 giờ. Những năm gần đây, đặc công nước Việt Nam ngày càng nâng cao năng lực chiến đấu của mình thông qua việc không ngừng tham gia diễn tập tác chiến biển đảo và tác chiến gần bờ. Thành lập từ năm 1967, đặc công nước Hải quân Việt Nam là một đơn vị đặc công chuyên nghiệp, trình độ chiến đấu cao, bao gồm hai lữ đoàn đặc công chính, đoàn 126 tại Cam Ranh và đoàn 861 tại Nha Trang. Thủ pháp quen thuộc của đặc công Hải quân Việt Nam là xâm nhập tàu thuyền, căn cứ hậu cần, căn cứ chỉ huy gần bờ nhằm đột kích phá hoại. Cách thức tác chiến thường là lợi dụng đêm tối, điều kiện thời tiết xấu như mưa, bão, sương mù, cơ động tổ chức từ 1 đến 2 tổ đặc công, dùng thuyền nhỏ và đồ lặn chuyên dụng nhằm tiếp cận địch. Lúc này, bán kính tiếp cận không quá 5 km, bán kính trinh sát 1 km. Sau khi tiếp cận với cự ly gần nhất, theo yêu cầu tác chiến, các tổ đặc công sẽ tiến hành đột kích bất ngờ, tiêu hủy căn cứ hậu cần, thiết bị vũ khí và sinh lực địch. Mục tiêu chủ yếu thường là khu chỉ huy địch, kho vũ khí, kho hậu cần tiếp tế. Trong số thủy lôi mà đặc công nước Việt Nam thường dùng có cả loại thủy lôi 691, 692 do Trung Quốc viện trợ trước đây. Hiện nay, bộ đội đặc công nước Việt Nam đã được trang bị thêm nhiều vũ khí hạng nặng như hỏa tiễn chống tăng, xe thiết giáp lội nước. Hải quân Việt Nam chủ trương huấn luyện bộ đội đặc công nước trở thành đội tiên phong trong tác chiến đổ bộ biển đảo hiện nay. Mục đích tác chiến là hoàn thành vai trò cú đấm thép trong các trận chiến quan trọng đánh vào đầu não địch. Các thành tích nổi bật của đặc công nước Việt Nam có thể kể đến với việc tiêu diệt hàng chục tàu chiến địch trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có cả tàu chở dầu trọng tải hàng chục ngàn tấn, đánh chiếm cảng Si Hanok trong chiến tranh xâm lược Campuchia và nhiều thành tích khác. Trong cuốn sách trên còn có bảng xếp hạng 50 đơn vị đặc công hàng đầu thế giới, trong đó binh chủng đặc công Việt Nam được xếp thứ 14. Đơn vị đặc công của 10 nước đứng đầu là Mỹ, Nga, Anh, Israel, Nhật, Pháp, Ấn Độ, Đức, Ý, Nam Phi. Trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, kéo dài hơn 20 năm, bộ đội đặc công Việt Nam đã có kiểu ngụy trang độc nhất vô nhị, đó là ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và quần lót, bôi bùn và đất lên khắp người để hòa mình với môi trường xung quanh. Cách ngụy trang này hiệu quả đến nỗi, các chuyên gia Cuba đã từng phải sang Việt Nam để xem bộ đội đặc công của ta trình diễn nhằm học hỏi.
đặc biệt trong giai đoạn đất nước hòa bình, để binh chủng thực sự trở nên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, đặc biệt nhấn mạnh xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, bộ đội đặc công của ta đã và đang không ngừng thay đổi về mọi mặt. Việt sử toàn thư, biết sử, thêm yêu nước.